một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng. Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi. Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng. Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ. Loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác, và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thấy cắn rứt. Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình. Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức. Cái chết giấc ngủ cuối cùng. Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng. Người trèo lên cây cao có quyền được hưởng quả. Hãy quay đầu và mỉm cười với những nguy hiểm đã trôi qua. Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh cái la bàn trung thực sẽ lôi kéo nó rời khỏi sự thật và làm đắm con tàu. Mèo là một loài bí ẩn có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường. Với những người nhút nhát và do dự, mọi thứ đều không thể bởi nó trông dường như không thể. Thận trọng là lý trí ở mức hoàn hảo và hướng dẫn chúng ta trong mọi nghĩa vụ của cuộc đời. Trả thù, miếng bánh ngọt ngào nhất được nướng trong địa ngục. Tình yêu chi phối nơi triều đình, nơi làng quê, nơi thôn dã và người cõi phàm trần lẫn thần tiên cao vời, bởi yêu thương là thiên đường, và thiên đường là yêu thương.